Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 3, người dân Ireland sẽ tham gia một cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân. Mục tiêu là sửa đổi một đoạn trong hiến pháp về nghĩa vụ nội trợ của phụ nữ, được chính phủ nước này gọi là phân biệt giới và đã lỗi thời. Trước đây, Điều 41.2 của Hiến pháp Ireland quy định việc phụ nữ thực hiện chăm lo trong gia đình sẽ hỗ trợ cho nhà nước. Nếu không có điều này, lợi ích chung sẽ không thể đạt được. Còn theo văn bản mới được trưng cầu ý dân, điều này được đổi thành việc các thành viên trong gia đình chăm sóc cho nhau dựa trên mối quan hệ gắn kết sẽ hỗ trợ xã hội. Nếu không có điều này, lợi ích chung sẽ không thể đạt được. Phụ nữ đã luôn phải đối mặt với thách thức khi bị xã hội nhìn nhận vị trí duy nhất của họ là ở nhà và chăm sóc chồng con. Cuộc trưng cầu ý dân vô tình trùng với Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoài ra, một cuộc bỏ phiếu khác cũng sẽ diễn ra để thay đổi định nghĩa về gia đình trong hiến pháp của Ireland.